đây. Rồi bắt đầu đi tìm. Đừng sang bên này nữa, ruộng ngô đây. Đây à, bên đây à, bên đây à. Đóng quá. Tiền đâu đấy, cạnh chân à. Đóng quá. Chưa đứt chân rồi, phải không? Ui, chưa chân rồi. Ui, mày lao mạnh quá. Đâu sao nào? Đứt chân rồi. Ở đâu đây? Cái đấy này. Anh Cường ơi, em chảy máu chân cho em đau quá. Ừ, đi từ từ thôi. Nhưng mà ở đâu đây? Tao đang đứng ở sân. Nghe kìa nào. Ai ốp mà. Nó ở đâu anh nhỉ? À, anh phải đọc ra như thế nào là ở đâu chứ. Ê, ngay đây. Chỗ đấy là chỗ gì đấy? Chỗ này. Không biết. Nhưng mà cây là cái gì? Cây. Đây, đây là cái gì nhỉ? Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hôm nay anh em mình có một trò chơi rất rất là hay luôn. Đấy, bây giờ nhá. Anh em có muốn kiếm tiền không? Có. Thì bây giờ mỗi đội chia ra 3 người. Chọn đội đi. Đấy, 3 người, 3 người luôn. Đơn giản mà. Đơn giản. Anh biết đường sẵn rồi. Sẵn rồi. Mọi người nhá. Mọi người nó bảo là cái gì nhỉ? To to chỉ dễ ném trúng à. Nói chung là sẽ chơi trò chơi với những quả bóng bay ở đây. Mình đã chuẩn bị 14 quả bóng bay, mỗi quả bóng bay tương ứng với 500.000 nhá. Đấy. Bây giờ sẽ là luật chơi. Hai đội cử ra hai người tiến lên phía trước. Này. Mỗi đội hai người tiến lên phía trước. Không phải tập thử em thôi, chỉ em đang yếu đuối nhỉ. Việc gì mình phải mạnh dạn lên. Nào, Mão Đệ lùi về sau. Đội Mão Đệ là Nguyên với lại Thế chơi trước cái gì? Rồi ok. Đội Tiến Vượng sẽ là Trung với lại Đạt chơi trước. Nào. Vừa làm vừa phổ biến luật chơi luôn nhá. Bịt mắt. Đội bên này bịt mắt đội bên này và đội bên kia đội bịt mắt. Đấy. Chuẩn bị nha anh. Bịt mắt lại. Ờ thế. Bịt đây, bịt mắt cho em. Rồi. Bịt mắt cho em chứ. Anh bịt mắt cho em. Bịt mắt Đạt lại. Nhắm mắt. Nhắm mắt nào. Dít mạnh vào. Tiến nhẹ thôi. Tiến Vượng bịt căng mắt. Đội bên kia vào. Rồi. Bịt em ơi. Đâu, đâu. Tránh nhá, tránh để dít mạnh để. Này, đừng để đối thủ nó tí hí được nhá. Nó mà tí hí được là sẽ bị vừa bị mất tiền vừa bị ăn bóng nước đấy. Thằng Thế bỏ cái mũ. Ăn bóng mũ. Đứng cho lên tay này. Ui mũ ở đây. Có mấy năm giặt nó im vào. Phải, đứng mình chọt vào mắt tao rít đang căng quá. Rít căng quá đau. Trong viên nhìn thấy không? Ôi anh đang nhìn thì Dũng đang đứng đi kia đi. Đấy, hiểu à? Đấy, đây một cái. Không nhìn thì đéo gì. Chói giờ quay ra này, anh đang chói đấy. Bây giờ phải bắt nó nhắm mắt vào trước rồi mới bịt. Đây, Tiến Vượng là đội của bên này sẽ phụ trách đội bịt bịt của đội bên kia sẽ công bằng nhất. Vào tay. Nhắm mắt vào. Cố gắng anh nhá. Nào, bây giờ nhá. Đây. Đúng đứng vào đây. Đạt đứng sang bên này. Đấy, cứ đứng im đấy. Công Thế sang đây. Công Thế sang đây. Từ từ. Quay mặt sang bên này. Rồi. Rồi, đứng im. Đây, anh Nguyên. Nguyên. Đấy, sang bên bên này. Em bỏ đúng nhé. Úi, để dép đấy không nhắm một cặp đó. Nhắm một gốc ngô đấy. Nhắm một gốc ngô chứ sao này. Đây, quay đây. Rồi. Hai người sáng mắt đứng tiến lên phía trước một bước. Rồi. Tiến lên phía trước một bước. Rồi. Hai.
Luật chơi sẽ như sau. Bây giờ tất cả bốn người bịt mắt sẽ phải quay 3 vòng, nhưng mà từ từ đã nhá. Quay 3 vòng xong bắt đầu đi tìm chậu nước. Mò được đội nào mò được chậu nước, mò được bóng bay nước trước hô lên. Đã hô cái gì cho nó dễ nhất nhỉ? Hiroshima. Hô lên, tất cả đứng im. Đấy. Thì tức là người lấy được bóng nước trước sẽ có quyền bảo tất cả những người còn lại đứng im, và những người còn lại phải đứng im. Và nhá, và cái thứ hai nữa là Mao Đệ và Tiến Vượng là người sáng mắt thì phải chỉ cho cái người cầm được bóng rồi ném về cái đội, ném chúng vào đội bên kia. Chúng vào được, giả dụ như đang mò được bóng rồi, quay phải chuẩn bị ném, là đứng, phải đứng im ném. Tất cả khi tìm được bóng rồi tất cả là phải đứng im đấy, và phải chỉ khi ném được bóng chúng vào đối thủ sẽ nhận ngay phần thưởng 500.000 nhá. Ok. Đấy. Bây giờ thế này. Đếm 1 2 3 tất cả quay 2 đến 3 vòng. Đấy. Xong rồi hai người mắt sáng sẽ có nhiệm vụ là chỉ đồng đội của mình đi đến cái chậu kia để lấy bóng nhá. Ok. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Phải quay đủ 3 vòng nhá. Ai chưa quay đủ là phải đấy. Tiến Vượng với Mao Đệ là không được di chuyển. Okay. Không được di chuyển nhá. Không được di chuyển. Và chỉ được đứng đấy để chỉ đạo thôi. Được không? Được. Chuẩn bị đây. 3 2 1 quay. 1. Và đội nào thắng trong cuộc chơi hôm nay sẽ được cả 2 triệu đấy thôi. Nó có nghe được chữ gù lưng này chứ bảo đấy chứ. Thôi bật gù lưng vậy. Nó đứng im. Nó đứng im. Thế này luôn. Rồi bây giờ tiếp tục về quay lại. Anh Nguyên cho đứng im đấy. Ôi đạc. Ôi đạc. Bỏ mắt ra đạc. Anh Nguyên đứng im. Anh Nguyên đứng im mãi. Thế có nhìn thấy gì đâu. Có nhìn thấy gì đâu. Nó chạy nhanh thế. Sao phải nắm đội thế nhỉ? Chứ phải chú chú. Đang nắm chuẩn rồi. Tay nó rơi cao. Ôi mình thấy siêu kìa. Từ từ nhá, bây giờ đổi người. Anh Nguyên để em chưa? Để chung để tao vợ nhau. Rồi. Tiếp tục là phần thi trước thì đội đáng nhẽ ra đội đặt vào săn chả nhìn thấy gì. Sẽ nhắm lại chiến thắng đấy, nhưng mà đặt vào săn đã ném dính vào đồng đội và sẽ bị trừ đi 1 điểm. Khi ta ôi buộc ấy. Nào, nhắm mắt ra bảo sao đặt tổ săn chạy nhanh thế. Này luôn. Không dễ. Chụp cụ thế nó buộc mày bỏ hẳn mắt nó ra cho nhìn cho nó sáng. Mở hẳn cái đấy nó ra. Chúng mày biết buộc, mày buộc cho nó. Còn tí lại bảo đồng đội đã buộc kia. Lại bảo tí đồng đội đã buộc thế đó thì kia không cùng được ạ. Được chưa? Chúng mày này. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục lượt thi thứ 2 nhá. Mao Đệ hôm nay em bây giờ sẽ ra tay rồi. Hay. Gao đỏ. Gào tí nữa cho gào luôn. Anh Nguyên buộc cho em hay anh buộc cho anh ấy, cho lỏng con táo. Không chặt đâu. Bằng tay nhỉ. Nên buộc cho đối thủ, đừng để cho đối thủ tự buộc tay đối rồi. Thủ à, đừng để cho đối thủ tự buộc đồng đội của mình không. Đúng à. Bây giờ tao chỉ bẩn. Ai mà thế chứ bẩn. Chỉnh ra chưa đi. Chúng mày. Chúng mày. Ba chứ. Nhẹ với vượng màn. Hai người sáng mắt đi ra bên kia có nhiệm vụ chỉ cho đồng đội ra từ từ. Chỉnh người cái. Đây. Đưa cái cỏ đây.
coi đây. Đây đúng rồi em ơi. Đây con hạt đứng đây, đúng rồi. Vừa đứng đây. Đúng rồi. Xem đây. Chiu chiu. Thẳng thẳng nhá. Thẳng ơi, thẳng đặt thẳng luôn đấy. Thứ làm gì đã được đi. Em cũng đi thẳng luôn à? Nào. Nghe tiếng còi nhá. 3 vòng chuẩn bị này. 3 vòng xoay nhá. 3 2 1. Đi thẳng. Dừng rồi. Đấy, thế chẳng đập thẳng lên trước mặt luôn. Đập thẳng lên trước mắt. Không được sơ hở. Trên đây luôn hả? Giơ tay lên trước mặt. Nguyên với lại Trung trở về vị trí. Giơ tay lên trước mặt. Từ đã trước mặt thế nào? Em ơi, trước mặt. Thế, thẳng tay ra. Đấy, đập thẳng xuống. Đập thẳng xuống đất. Dê. Mở mắt. Dê. Đội thế trạng với Mao Đệ và Nguyên đã giành chiến thắng một lượt nha mọi người nhá. Bao giờ chơi hết số bóng này thì với đấy. Mỗi lượt chỉ nhắm một quả. Mỗi lượt một quả. Bây giờ mà phát hiện ăn gian là phạt luôn trừ một điểm luôn đấy nhá. Đội nào thắng là... Buộc lại. Cho nó to ra, cho nó to ra. Bỏ ra buộc lại đi, buộc lại đi. Ok. Buộc cho nó... Đấy. Rồi, Đạt sắp xếp vào nó kia đây. Nhắm mắt vào trước khi buộc. Nói chung là hôm nay chuẩn bị cái khăn bịt mặt là hơi... hơi kia. Thế nên là... Anh em có ai mang khẩu trang không? Thế Trang ơi, chỉnh anh phát. Đây, có ai mang khẩu trang không? Thế Trang ơi, chỉnh anh đâu chân. Có khẩu trang ngoài cốc xe. Nhiều không? Lui thẳng. Chắc tầm 50 cái rồi. Thẳng luôn đúng không? Ok. Lượt thứ 3 sẽ bắt đầu và lượt thứ 3 sẽ tăng cường thêm mỗi người 2 triệu trước mặt. Đó là bịt thêm một cái khẩu trang trước mặt. Cho nó chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Giữa lưng rồi. Rồi cởi ra đi. Tiếp tục. Dành cho Nguyên. Anh nhầm chân nhá. Nguyên. Đấy, cởi cái. Em dính vượng à? Cái này nghe có vẻ hơi nhanh, mình sẽ đặt xa cái chậu ra tí. Nào. Thế mà chỉ mình trái một tí bên này. Trái bên đây mà. Nào, tiếp tục. Lượt thứ tư. Đấy, cứ đi trong cái tí. Đội Mao Đệ chỉ hướng đi. Thế Trạng với lại Nguyên đã giành 2 lượt chiến thắng rồi nhá. Bên kia xem thế nào, cố gắng lên. Nào, chuẩn bị nhá. 3, 2. Đi thẳng, phải. Đúng rồi. Đứng im. Đứa, lên. Xuống đây. Dương, đi chuyển. Ngồi xuống. Nhắm thẳng mặt. Đúng rồi. Được. Cái trái là cứ đi thẳng trong bài. Rồi, tiếp tục. Đi xuống dưới kia. Lượt tiếp theo các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng nhá. 3, 2. Thẳng vuông. Đấy, ném chéo thẳng đất. Này à?
Đây à? Sao phải, sao phải khoảng một một tí gần một đấy, đúng rồi đấy, đúng rồi. Thẳng hướng. Chạ, chuẩn chưa? Chuẩn, ném. Đã trúng. À, thế chạm một mắt đây, phần thưởng nhanh cho thế chạm. À, theo Mao Đệ bây giờ muốn tăng cái độ khó cho trò chơi, Mao Đệ bảo quay 10 vòng nhá. Nào, bây giờ các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lần này là quay 10 vòng đấy nhá, là rất là chóng mặt đấy, thế nên là người chỉ đạo phải người sáng mắt phải chỉ đạo thật cẩn thận nhá. À, chuẩn bị này, 3 2 1. 1 2 3. Được đứng dậy nhưng không được phép di chuyển, ngồi, không được nhấc chân. Không, ngồi đi. Ngồi đi ạ. Nó đang chóng mặt. Quay lại, quay lại, quay lại. Ôi, đứa đà nó xa đấy, trước mặt, thẳng trước mặt. Từ từ, ném mạnh nhá. Xa ném ngang, bao nhiêu mét, tầm bao nhiêu mét. Ném ngang, từ dưới đất lên thì khoảng tầm độ khoảng 50 phân thôi. Không, ném ngang ấy. Nhưng mà cách bao nhiêu mét? Cách khoảng tầm độ 2 mét. 2 mét à? Rồi. Ôi giời, trượt rơi. Ôi giời, trượt rơi. Rồi đúng 3 mét mà bảo 2 mét. Chưa thôi, chưa thôi, chưa thôi. Chưa thôi. Tiếp tục. 3 mét là ông vua hồ 2 mét. 3 mét. Bảo đệ nhập kinh một lối đi riêng. Tiếp tục. 3 mét rồi. Mày đấy gần, mày đấy gần, mày đấy gần. Mày đấy gần, mày không đem bao nhiêu. Đi đâu anh? Lên đây. Bây giờ đến lượt ai chơi ấy. Đến lượt em chơi tay Bảo Đệ. Anh cho em chơi tiếp. Nào, không có, bảo Mao Đệ bên phải thôi. Mao Đệ có một lối đi riêng thì nó đi về. Gắt mồm to như chúng mình nhớ lợn thật đấy. Thế Trạng có nhìn thấy gì không đấy? Nghe có vẻ em không hề thấy bạn. À rồi, ok. Các thí sinh bây giờ bắt đầu cảm giác nghiêm trọng dần rồi đấy. Rồi, Vượng đứng im, Vượng đứng im. Nào, nào. Chuẩn bị đây. Nào, hai người chỉ đạo không được chạy lên nhá. Phạm luật đây, 3, 2, 1. Quay, vòng, quay vòng. Nguyên thử 10 vòng trước. Chúng đi làm. Dừng! Ui xả lắm Dương. Trung dừng. Trung đang đứng, Trung đang đứng, phải đứng lên. Đây. Anh ơi này. Ơi. Bây giờ nhá. À, giơ tay cao lên trời. Đây. Anh à, ngang gần cứ gần lên trời thôi. Đi bắt này ném đi. Em ơi, cách cự ly khoảng độ tầm 5 mét. Ui 5 mét. Ui ui. Đây á? Không, chỗ lúc nãy rồi ạ. Đây á, không được xoay chân đây. Đây, chạy một tí. Đây á? Không, phải một tí. Đây á? Phải tí nữa. Phải tí nữa. Tí nữa. Rồi, lăng. Lăng. Lăng thẳng luôn, lăng thẳng. Mao Đệ nó định chỉ cho ta, cho Nguyên ném đồng đội. Chỉ cho ném thằng thế.
ơi, may mà nó còn đéo kiệt không đấy, trừ điểm rồi. Nhận đi nào, đây không phải, sao lại đây, không phải, đây kiểu gì nhỉ? Nào, quay lại tiếp tục đi. Quay lại đây là nó quay ạ. Ui, mình mà sao cứ lên chậm thế? Bây giờ nhá, xoay theo hiệu lệnh nhá. Vòng thứ nhất là hết vòng thứ nhất xong dừng lại đến vòng thứ 10 luôn nhá. Nào, bây giờ nhá. 3 2 1 vòng thứ nhất. Được, vòng thứ hai. Vòng thứ ba. Vòng thứ tư. Vòng thứ năm. Vòng thứ sáu. Vòng thứ bảy. Vòng thứ tám. Vòng thứ chín. Vòng thứ 10. Bắt đầu. Vòng lên đi. Dương đặt cho săn vẫn còn mỏ. Bây giờ là đang đứng trước nguy kịch, là đồng đội mình đang đứng trước mặt. Vương đang đưa về tay bên trái. Đưa về tay bên trái. Tay bên trái, đi sang bên tay bên trái mà. Sang bên kia, bên kia. Bên này à? Không, anh đang cầm tay nào? Anh tay trái mà. Nhưng mà anh thuận tay phải, mới bắt anh cầm tay trái à? Bên tay phải, cầm bên tay phải đi. Cầm bên tay phải. Nó đang cầm tay phải mà. Chân về bên trái, chân về bên trái. Bên này là chân về bên trái. Đây trái. Bên trái đây còn gì? Đằng sau quay, đằng sau quay. Đây, đứng im ấy. Giơ tay thẳng. Nhưng mà anh chuyển chân này được không? Không được. Bên này đây. Đứng im đấy. Đứng im này ném à? Ừ. Đứng im đấy. Đứng trước mặt, đợt thẳng đấy. Đây. Này, 4 mét nhá. Nhắm thẳng này á? Không, check sang bên đây tí. Bên đây. Thẳng, bên kia tí. Bên nào? Rồi, giơ tay cao 4 mét. Canh tầm 4 mét, ném xuống đất. Ây xa. Xem trúng chưa? Trúng chân, trúng rồi. Trúng. Đứng im. Nó xuống đất xong rồi lên người. Xuống đất rồi lên người. Đây. Xuống đất rồi lên người. Đây. Chính rồi, chúng mình. Này xuống đất bắn lên. Để im để xem lại công nghệ va đã. Mình chế test lại công nghệ va. Đấy, nước này, nước đây này. Thấy nước rồi nhưng mà phải test lại công nghệ va đã. Nếu bảo sang. Em bảo anh đi thẳng anh. Test lại công nghệ va bắt đấy nhá. Ném xuống đất. Ai xa. Dính. Công nghệ va dính nhá. Dính. Đây dưới này nhỉ. Đây. Dính chân, không thể cãi được nhá. Không thể cãi được, đây. Đây. Dính chân nhá. Rồi. Sao có trọng tài thì không thể. Nói chung là rất là đỏ và xa tận 5 mét thế mà kia. Đấy. Rồi, phát này sẽ là phần thi cuối cùng nhá. Hiện tại thì trời cũng sắp tối rồi, bây giờ sẽ là một phần thi cuối cùng. Cả ba và tất cả các vận động viên sẽ bịt mắt và chơi một phát cuối cùng này. Đấy, phát cuối cùng thì giá trị sẽ là một cụ nhá. Một củ. Và mình định tính cái thắng thua cho các đội nữa, nhưng mà thôi, lần sau sẽ tính thắng thua sau nhá. Hồi lần này sẽ lấy cái tiền thưởng chung vậy nhá. Nào bây giờ đứng im, Vượng đứng im. Để bây giờ bắt đầu mình sẽ lấy đấy, bịt mắt tất cả các thí sinh lại nhá. Ok. Để không ai phát này là không một ai gọi là có hướng dẫn, không một ai kia cả. Sẽ cho tất cả các thí sinh mò kim đáy bể nhá. Nào. Đây sẽ là phần thi cuối cùng dành cho các thí sinh này. Nghe rõ này. Sẽ không có phương hướng, sẽ 10 vòng như cũ và theo hiệu lệnh của trọng tài nhá. Và thứ hai nữa là chết rồi, cái còi của mình đâu rồi. Từ từ xem thằng Đạt chó săn xem nó có hở. Đấy. Đây, em đây. Không, còi lúc nãy ở đấy, em chỉ ở đấy. Rồi đeo lại đi, đeo khẩu trang lại đi. Khẩu trang này nữa thì nhìn thấy gì. Chúng mình trôi nó đè rắt rồi. Ai biết được, gian lận trong thi cử nó luôn luôn là vấn nạn. Tất cả sẽ không có phương hướng và không có chỉ đạo nhá. Và cái thứ hai nữa là khi mà mò được chậu nước là được quyền ném tất cả các số nước ở trong đấy, chỉ cần dính đối thủ lên là một quả bóng sẽ là dính là được 1 triệu đồng nhá.
Và cái thứ ba nữa, khi một chúng cái chậu trên kia hô to dừng lại thì tất cả các thí sinh dừng lại và sẽ bắt đầu nhá. À, anh đọc đến tên ai thì người đấy có một cái để cho cái người đang cầm bóng nước gọi là có một chút gọi là tia hy vọng để ném trúng nhá. Ok. Nào, chuẩn bị các thí sinh quay từng vòng một nhá, không được quay nhanh nhá. Nào, chuẩn bị này, 3, 2, 1, vòng 1. Đứng cao đấy. Cao gì? Vòng 1 này. Vòng 2. Vòng 3. Vòng 4. Vòng 5. 6. 7. 8. 9. Rồi, rồi bắt đầu đi tìm. Đừng sang bên này nữa, ruộng ngô đây. Đây à, bên đây à, bên đây à. Cạnh chân à? Không ạ. Dưới chân rồi phải không? Ui, dưới chân rồi. Ui, mày lao mạnh quá. Đâu sao nào? Dưới chân rồi. Nó đâu ơi? Cái này này. Anh Cường ơi, em chảy máu chân cho em đau quá. Ừ, đi từ từ thôi. Nhưng mà ở đâu đây? Tao đang đứng giữa sân, nghe tiếng nào. Ai ốp mà. Anh phải đọc ra cái địa điểm nó làm ở đâu chứ. Ê, ngươi ơi. Thấy chưa, thấy chưa. Chỗ đấy là chỗ gì đấy? Có gì? Không biết. Vâng, vào cây nhà thấy gì? Cây. Đây, đây là cái gì nhỉ? Ai ở đâu nhỉ? Anh ở đâu nhỉ? Cường hô xem cái tung ở đâu nhá. Dép ai đi nhỉ? Dép anh ấy. Ôi trời. Dép ở đây thì hướng nó phải ở bên này. Ôi hướng ở bên này này. Trông. Nguyên đã tìm thấy rồi. Nào bây giờ nhá. Anh gọi đến tên ai là người đấy có một cái nhá. Tiến Vương. Có. Đặt ra sân. Có. Mau đi. Trung Vinh! Có! Thế ta! Có! Đúng rồi, phân vân rồi. Bây giờ phải luyện cả gọi là trí nhớ. Ném dính đồng đội là... Ném dính đồng đội là bị trừ hẳn tiền đấy nhá. Thì Vượng ở chỗ nào ấy nhỉ? Vượng ơi! Có! Vượng ơi, người yêu gọi Vượng ơi! Trung Vinh ở gần đây, Trung Vinh ở gần đây! Chú Vinh ở gần đây thôi. Ôi, gần chú em đấy, đừng có ném. Ném gần chú em ấy. Gần chú em là trúng đầu em ấy. Chú Vinh, chú Vinh ở bên cạnh em ơi. Thôi được, trúng đồng đội cũng được, không việc gì. Ném thằng nghe lại. Ném thằng nghe lại. Ném thằng nghe lại. Ném thằng nghe lại. Một quả trúng, chú Vinh chết rồi. Ra đi ngoài, ra ngoài. Chú Vinh đến rồi, mình bắt đi. Chú Vinh chết rồi. Chú Vinh ở gần đây mà. Em phải mau đệ ở bên cạnh đây nhá. Đừng ném em nhá. Hết chưa? Không quấn nữa. Sao sao ấy? Đạt mấy Vượng ở xa lắm. Xa lắm à? Ừ. Ở đây có trúng không được tính. Vỡ mất tiêu rồi. Hết rồi. Hết à? Hết rồi. Thôi, xin tốt. Dừng. Ui sao em đi vào rừng cây nào nhỉ? Mình gần đến rồi. Quay trường. Quay trường. Mình đi ra đâu ở kia hay sao ấy? Đây nguyên mảng gì thế? Bên kia mình cũng quay đầu vào cái gốc gốc nào ấy. Lúc này ném thấy mà không trúng à? Ném em muốn trúng phát vào từ nào ấy? Tại nhà đã sang mờ rồi. Sang bên này đây, sang bên này đây. À, hai đội lấy tất cả phần thưởng ra xem là đội nào được. Em ơi, rồi 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 em ơi. Chấp 1. Được, tí nhân được. Được có mỗi một tờ thôi chứ gì? Thì thôi. Rồi, rồi. Mỗi 12 tờ đấy.
Từ từ, còn phần thi cuối cùng mà. Đây, phần thi cuối cùng. À, Nguyên đã ném dính dính em Trung Min một quả. Chúng chỉ là sẽ có 1 triệu mình vào đệ nhỉ. Tí nữa anh em gần đường. Bên này được bao nhiêu? 3 triệu. Bên kia 500. Anh ơi, đại gia này. Quỷ bắp. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip hay nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nha. Chào tất cả mọi người nha. Lần sau là chơi hẳn vào trong rụng voi ấy, xong rồi thằng nào thò đầu lên trước. Chơi theo kiểu đây nhá. Mọi người muốn anh em mình chơi theo kiểu đấy không? Giả dụ nhá. Sẽ có một vườn cỏ voi như thế kia. Chơi theo kiểu hô một cái thò lên cái ném headshot ấy. Đấy. Hôm nay quên mất. Đáng nhẽ ra ném dính đầu là phải được nhân đôi giải thưởng, ném dính chân thì hôm nay không dính đầu phát nào nhỉ. Thôi, hẹn mọi người clip sau nhá. Chào tất cả mọi người nhá.